5 cách trừng phạt con thông minh nhất, không cần to tiếng mà trẻ vẫn nghe lời. Xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những cái cách mà giúp cha mẹ chúng ta có thể là giáo dục con của mình. Những cái hình thức kỷ luật rất là thông minh nhưng có hiệu quả vô cùng với những đứa trẻ của chúng ta, giúp con có những cái bài học để vượt qua những sai lầm của mình, giúp con dễ dàng nhìn nhận ra những cái điều đúng sai trong vấn đề mình làm. Và từ đó thì con sẽ có những cách để giải quyết vấn đề của mình một cách tuyệt vời hơn. Đầu tiên thì cha mẹ chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta kỷ luật con là để giảng dạy, để cho trẻ hiểu được những cái lỗi sai của mình, không phải là để trừng phạt con. Tuy nhiên thì tất cả những cái hình thức mà chúng ta đưa ra để giúp trẻ nhìn nhận ra cái lỗi sai trái của mình và từ đó thì con thay đổi cũng cần phải thực sự là đúng đắn, có giá trị nhất định để cho con hiểu rằng là con đang phạm lỗi, con đang làm sai, không đúng đắn. Và tất cả những cái điều mà con làm sai, con phạm lỗi đó thì con cần phải chỉnh sửa, con cần phải thay đổi. Và đồng thời từ đó thì trẻ sẽ không để tái phạm với những cái lỗi mà con đã được cha mẹ uốn nắn đó. Việc đầu tiên, cha mẹ cần phải đưa cho con những cái quy tắc ngay từ đầu. Cách này giúp con ý thức được ngay những cái hành vi của mình trước khi trẻ phạm lỗi. Và khi đó thì trẻ cũng không bất ngờ hoặc là sẽ không có những cái phản ứng phản kháng lại cha mẹ. Cách thứ hai, khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ có thể phạt con đứng trong phòng trống một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp con, thứ nhất là con có thời gian bình tĩnh để suy nghĩ lại những cái việc làm của mình, những cái hành vi của mình. Và đồng thời nó cũng giúp ngăn được những cái hành động nóng lẩy, những cái hành động chống đối của con khi mà bị cha mẹ nhìn ra lỗi lầm của mình, trước khi mà cha mẹ trừng phạt con một cách lặng lẽ hơn. Và trong một khoảng thời gian nhất định thì cha mẹ chúng ta cần có những cuộc trò chuyện để giúp con nhận ra cái lỗi sai của mình. Trẻ sẽ tự nhìn nhận, tự nhận lỗi của mình và con tự hứa sẽ sửa chữa. Cách thứ ba là tịch thu những cái món đồ mà con yêu thích. Đây cũng là một biện pháp mà giúp trẻ nhớ những cái lỗi sai của mình. Con sẽ ghi nhớ tất cả những cái hành động sai trái của mình. Vì khi mà con đã làm sai thì con phải chịu trách nhiệm trước việc làm sai trái của mình. Vì khi mà trẻ bị cha mẹ thu giữ lại những cái món đồ yêu quý đối với con là cần thiết, thì con sẽ biết rằng là con cần phải tránh cái việc phạm lỗi. Và đây là một bài học mà trẻ thực sự là lưu tâm. Vì khi đã là những cái món đồ con yêu thích rồi thì trẻ rất là muốn giữ gìn chúng. Và con tự biết rằng là lần sau con phải tránh việc làm những cái hành vi sai trái. Những lần phạm lỗi của con sẽ giảm đi khi mà con biết rằng là mình đang tự làm cho mình mất đi những cái cơ hội, con tự thấy mình bị thiệt thòi. Giải pháp này thì lại không gây tổn thương cho con, chỉ là những bài học sâu sắc để con nhớ. Vì nó thuộc về lợi ích của con và trẻ sẽ hiểu rằng là mình mất đi những cái quyền lợi khi con sai phạm. Đó là một cái cách rất là tốt để giúp trẻ ghi nhớ cái hành động sai trái của mình. Thứ năm là cha mẹ không nên phạt con giữa chỗ đông người. Một số cha mẹ chúng ta có thói quen là khi mà nóng giận, khi con phạm lỗi thì chúng ta có thể là tiện ở giữa chỗ đông người, chúng ta cũng mắng con và chúng ta trừng phạt trẻ, có thể là dùng đòn roi với con để cho nhiều người nhìn thấy. Có thể trong tâm lý của chúng ta chỉ muốn rằng là khi mà nhiều người nhìn thấy con làm sai, con phạm lỗi như vậy thì con sẽ ý thức, con xấu hổ và con thay đổi. Thế nhưng mà nhiều khi cái cách này nó sẽ phản với tác dụng với những cái mong muốn của chúng ta. Bởi vì khi trẻ đã quen với những lần bị đòn roi như vậy, thứ nhất là con sẽ sinh ra lì lợm, con không còn sợ cái cảm giác bị đòn roi do cha mẹ mình mang mình ra ngoài để đánh mắng mình nữa. Nhiều khi mà trẻ thấy cha mẹ bắt đầu nổi giận là con đã sẵn sàng đi ra ngoài cửa hoặc là sẵn sàng đứng đợi những cái trận đòn roi của cha mẹ với cái thái độ đầy thách thức. Thậm chí là khi đã trẻ đã quen với những lần đòn roi như vậy của cha mẹ, con sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực
và nhiều khi là dẫn đến những cái hậu quả rất là xấu đã từng xảy ra trong cuộc sống. Cho nên là chúng ta làm cha mẹ cần phải hiểu rằng là tránh việc mang đứa trẻ của chúng ta ra chỗ đông người để dùng roi vọt với con, để dùng những cái hình thức trừng phạt trẻ. Và có một điều cha mẹ cực kỳ phải lưu tâm để tránh việc đó là chúng ta chỉ trích những cái lỗi lầm mà đã từng xảy ra trong quá khứ của con là những cái lỗi lầm cũ của trẻ. Một trong những cái quy tắc quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con là phạt, tha thứ và lãng quên. Nếu một đứa trẻ mà bị cha mẹ liên tục nhắc lại những cái lỗi lầm xưa cũ của con, những cái lỗi lầm trong quá khứ của con sẽ khiến cho con trở nên mất đi những cái sự mạnh mẽ bên trong của mình. Con sẽ sợ khi phải làm thêm một điều gì đó, bởi vì con nghĩ rằng nếu mà mình làm để xảy ra lỗi lầm thì sẽ khiến cho cha mẹ trừng phạt mình, cha mẹ chỉ trích mình, nhắc nhở mình cả một cái thời gian rất là dài. Và khi đó thì con tự cảm thấy rằng là bản thân của mình rất là tồi tệ. Cho nên là người làm cha làm mẹ chúng ta mong muốn con ngoan, con biết nghe lời và con hiểu chuyện. Nhưng tất cả những cái mong muốn đó chúng ta cũng cần phải chấp nhận rằng là con sẽ có phạm lỗi. Và cách nào để giúp con vượt qua những cái lỗi lầm của mình, giúp con có những cái bài học sau mỗi lần trẻ phạm lỗi là một điều cha mẹ chúng ta cần phải có những cái phương pháp để giúp trẻ nhìn ra lỗi lầm của mình, giúp con có những bài học để nhớ về lỗi lầm của mình. Và từ đó thì con biết cách để tránh xa, biết cách để tránh những lần phạm lỗi tiếp theo. Chứ không phải chúng ta trừng phạt trẻ để cho con có những cái mối hận, hoặc cả trẻ sẽ có những cái sự chống đối lại với những cách làm, cách trừng phạt của cha mẹ. Đó là một điều mà cha mẹ chúng ta cần phải thực sự suy nghĩ cho phương pháp giáo dục trẻ của mình, cho những cái cách để trừng phạt con của mình, giúp đứa trẻ của chúng ta hoàn thiện hơn, mà con hiểu được những cái cách giáo dục tốt nhất cha mẹ dành cho mình bằng tất cả tình yêu thương và sự thấu hiểu con. Mọi người thấy chia sẻ của tôi có ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó đến với bạn bè và người thân của mình, để mọi người đều có những cái cách để giáo dục đứa trẻ của chúng ta hoàn thiện hơn, giúp con có một nhân cách tốt. Mọi người nhớ ấn follow kênh, bấm vào nút quả chuông để nhận được những video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.